Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay mình sẽ chơi Hero Arena và mình sẽ chơi tướng sát thủ thần chết. Và hôm nay mình sẽ cầm thần chỉ đi rừng. Cầm một cây lưỡi khăn rất là dài. Dạ, con này nó có cái chiêu 1 và chiêu 2, lẫn hai chiêu này nó có chiêu tản độc này. Nó sẽ gom gục máu này, đồ này, chiến công, ôi trời trời, chiến công đầu này. Chiêu cuối là chơi sẵn. Giờ mình sẽ cố gắng đẩy nó luôn cái trụ đường trên. Giờ sập. Đấy, đùa. Đấy, đánh thường nó cũng có dính độc này. Ôi, nó có bùa đỏ rồi. Bây giờ mình sẽ về ăn con đường xanh này. Và ăn luôn con bùa đỏ này để nhận luôn. Đồ tinh làm gì. Thôi Dương phải tường dày, không qua được. Giờ mình sẽ ăn luôn gọng. Giờ sập khó chạy nhau. Bạn chạy đâu, thoát đường chạy nhau. Đồ này tặng độc lên người ha. Không chạy đâu. Giờ mình sẽ sang ăn bùa đỏ luôn. Còn tí máu nha mấy bạn ơi. Gì vậy? Cũng ăn được một mạng này.
con lùn có cái móc con lùn giờ sẵn rồi. Chơi sập chết nè, quên mạng điểm số. Ôi thanh niên làm gì à, đồ này con luôn họ tí máu con luôn chạy đi đâu con không lại con này chạy con đây 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 có mẹ cho mình này này, này thanh niên định làm gì này chờ sập này đồ chạy này rồi có mẹ luôn thôi thế. Giờ sập này. Giờ sập. Ôi thôi. Ôi. Rồi thôi bạn ơi, về hộ bạn ơi, không được mạng đâu. Bạn có mình gì gọi họ thôi gọi chết AD rồi chơi sập này à mình còn cái chân chị mà anh làm gì đấy giờ mình sẽ lên đây bắt mẹ còn chân chạy mà chạy đâu bạn ơi chạy hộ à tìm tẩy lệ chỗ rồi rất là nhanh và video mình sẽ kết thúc ở đây và xin chào mọi người bye bye.